Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong 2 đến 3 ngày nay, các tỉnh miền Bắc nước ta đang trải qua những ngày thời tiết khá đẹp, trời khô ráo, mặc dù còn ở ngưỡng rét nhưng nhiệt độ không quá thấp và độ ẩm vừa phải nên khá thuận lợi cho sinh hoạt thường nhật của người dân cũng như các hoạt động giao thông và du lịch. Ngày hôm nay, hầu hết các nơi ở phần phía đông dãy Hoàng Liên Sơn, trong đó có cả thủ đô Hà Nội, trời nhiều mây, độ ẩm không khí có xu hướng tăng lên, mưa nhỏ và sương mù cũng có chiều hướng gia tăng. Trong đó, nơi xảy ra hiện tượng này nhiều hơn cả là vùng đồng bằng ven biển và những nơi có địa hình núi cao. Tuy vậy, quá trình tăng nhiệt vẫn diễn ra, nhất là về đêm và sáng, nên trời ấm áp hơn so với những ngày vừa qua. Khu vực các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, thời tiết có sự khác biệt đáng kể, trời chỉ nhiều mây vào đêm và sáng, mưa nhỏ với lượng không đáng kể xuất hiện ở một vài nơi và sương mù rải rác. Trưa chiều nay trời có nắng và nhiệt độ tăng cao hơn các tỉnh phía Đông. Tại khu vực Tây Bắc bao gồm các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, nhiệt độ cao nhất ngày nhiều nơi trên 30 độ, có nơi từ 32 đến 34 độ. Xuống đến các tỉnh duyên hải miền Trung, ngày và đêm nay thời tiết trên toàn khu vực không có sự biến đổi đáng kể. Ở phần phía Bắc của khu vực như tại Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh thì trời nhiều mây, độ ẩm không khí tăng lên và sương mù cùng mưa nhỏ xuất hiện nhiều hơn. Tuy nhiên, tiết trời cũng không quá ẩm ướt. Ở Trung Trung Bộ, các tỉnh từ Quảng Bình trở vào đến Quảng Ngãi, trời chỉ nhiều mây về đêm và sáng, trưa chiều mây giảm và có nắng nhẹ, cho nên nhiệt độ cũng tăng lên khoảng từ 1 đến 2 độ, cao nhất vào trưa chiều ở vào khoảng từ 27 cho đến 28 độ. Riêng khu vực Nam Trung Bộ thì vẫn duy trì kiểu thời tiết nắng khô với độ bốc hơi nước cao nên khô hạn vẫn là mối lo ngại cho người dân ở nơi đây. Ở phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn chưa có dấu hiệu xuất hiện những cơn mưa trái mùa nhằm cải thiện phần nào tình trạng hạn hán cũng như xâm nhập mặn ở khu vực này trong những ngày sắp tới. Cụ thể, ngày hôm nay thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Thưa quý vị và các bạn, ở các tỉnh miền Bắc, hàng năm, tháng 3 không khí lạnh thường hoạt động yếu hơn hẳn so với tháng 2. Và đến thời điểm này, các tỉnh phía Đông Bắc Bộ cũng như là thủ đô Hà Nội đang chịu sự chi phối của rìa xa khối không khí lạnh có cường độ đang suy yếu nhanh và di chuyển dần ra phía biển. Do vậy, độ ẩm không khí tăng lên. Sáng và đêm nay, mưa nhỏ và sương mù sẽ xuất hiện rải rác, tập trung nhiều hơn ở Ba Vì, Mê Linh và Sóc Sơn. Nhiệt độ sáng và đêm nay tăng thêm khoảng 1-2 độ nữa và ở mức từ 18 cho đến 19 độ. Về trưa chiều, nhiệt độ đạt khoảng 24 cho đến 25 độ. Nhìn chung, thời tiết khá dễ chịu và không gây trở ngại nhiều cho các hoạt động giao thông cũng như du lịch của người dân thành phố và du khách ghé thăm thủ đô ngày hôm nay. Cũng nằm chung trong xu thế thời tiết tại các tỉnh miền Bắc cũng như thủ đô Hà Nội, ngày hôm nay tại thành phố Hải Phòng, trời còn khá nhiều mây, có mưa nhỏ và sương mù rải rác với độ ẩm không khí ở mức trên 90% vào thời điểm này. Nhiệt độ cũng tăng dần từ mức trên dưới 18 độ vào buổi sáng, lên mức 20 đến 22 độ vào gần trưa và các nhân ngày đạt khoảng 23 đến 24 độ. Trong vài ba ngày tới, nên nhiệt độ còn có xu hướng tăng thêm. Tuy nhiên, ngoài khơi, gió có xu hướng chuyển hướng nam và mạnh dần, nên các bạn lưu ý khi đến với các đảo Bạch Long Vĩ hay Cát Bà, Cát Hải trong khoảng ngày 17-18 tháng 3 tới. Xuống đến thành phố biển miền Trung Đà Nẵng, ngày hôm nay thời tiết tại đây tiếp tục ở trạng thái khô ráo, ban ngày có nắng xen giữa những khoảng nhiều mây, nên nhiệt độ và độ ẩm vừa phải cùng gió biển thổi nhẹ, dao động nhiệt trong ngày biến đổi từ 22 cho đến 28 độ và độ ẩm từ 70 cho đến 90%. Nhìn chung, thời tiết không chỉ ủng hộ cho các hoạt động dân sinh tại thành phố, mà các hoạt động du lịch trong ngày hôm nay và cả những ngày sắp tới cũng rất thuận lợi. Các tỉnh thành thuộc miền Đông Nam Bộ, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, tháng 3 là thời kỳ thường có mức nhiệt độ cao nhất trong năm. Đến thời điểm này, nắng nhiều và nhiệt cao là kiểu thời tiết chính trong nhiều ngày qua ở khu vực này và vẫn chưa có dấu hiệu chuyển biến trong những ngày sắp tới. Dự báo dao động nhiệt độ trong ngày hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh là từ 24 cho đến 35 độ, cùng với độ ẩm từ 53 cho đến 85%. Cùng chung xu thế thời tiết với thành phố Hồ Chí Minh, nên thành phố Cần Thơ vào ngày hôm nay nắng cũng lên từ sớm và kéo dài đến chiều muộn. Nhiệt độ trưa chiều thấp hơn khoảng 1 độ so với thành phố Hồ Chí Minh, nhưng cũng sấp xỉ 34 độ, nên vẫn có cảm giác khá nóng. Kiểu thời tiết như thế này còn duy trì, nên tình trạng khô hạn, thiếu nước tưới tiêu và xâm nhập mặn vẫn là mối lo của người dân nơi đây, cũng như các tỉnh thành khác ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đến đây thì bản tin thời tiết đô thị ngày hôm nay của chúng tôi xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.